Ok, tiếp tục với Yến Trần một bài nữa cả nhà ơi. Kết nạp với nhau, anh ca đóng kẻ si tình. Nàng chết đi để trong đông trộn giấy trò tên gian đẹp. Và trước khi chết nàng có nhắn lời gửi trả lại cho không bao giờ ta quên. Nàng chết đi không giận cũng không hờn, chỉ có điều nàng tự trách mình thôi. Sao dội quá tin người, để đợi nhiều khổ đau. Tôi được lệnh của đại hạng ban truyền, đêm nay tôi sẽ là món quà của một người Mông Cổ, và người Mông Cổ ấy là tôi. Thì ra bây giờ hết vai trò gián điệp, ông lại đóng vai trò tên giả thú. Cộng công, nếu nàng không còn yêu tôi thì xin đừng gọi tôi như một loài giả thú. Nếu tình yêu kia giờ không còn nữa thì xin giữ trọn cho nhau hình ảnh buổi ban đầu. Xin gửi lại trăng môi từng tiếng nói nụ cười, hết đêm này rồi mỗi người đi mỗi ngã tình chưa đành. Lời ông nói ra nghe buồn quá, nhưng khi ông lường gạt tôi, ông không nghĩ rằng tôi sẽ buồn khổ biết bao nhiêu. Lý Thiên Kim ơi, nàng có hiểu nỗi khổ tâm của một tên gián điệp có tình yêu chân đất định. Tôi nếu trúng vẹn thì tình nay thành niềm châu đã đổ nát điêu tàn, thì ta cùng mất nàng vĩnh viễn. Lý Thiên Kim, hôm nay gặp nhau một lần sao vui, để ngày mai mọi đứa một con đường. Em đi áo mộng quá xưa, lòng lòng mưa thu mới tàn. Còn gì